Kính thưa tất cả các anh chị, ngày hôm nay chúng ta cùng trở về với giáo hội thời sơ khai để chúng ta xem coi trong cái giai đoạn đầu của hội thánh, bí tích thánh thể được cử hành như thế nào và đâu là những cái chứng từ để chúng ta có thể hiểu được đời sống của hội thánh, việc gắn bó, việc cử hành, việc sống bí tích thánh thể ở cái giai đoạn sơ khai. Trước hết chúng ta đi từ một vài cái chứng cứ ngoài Kitô giáo. Chẳng hạn như là ở đầu thế kỷ thứ 2, có một đặc sứ của triều đình La Mã đã gửi một bức thư nổi tiếng cho hoàng đế Trajano. Trong bức thư đó thì vị đặc sứ trình bày những cái thông tin mà ông thu tập được liên quan đến đời sống của các Kitô hữu thời tiên khởi. Thì ông viết cho hoàng đế như thế này: họ có thói quen họp nhau vào ngày thứ nhất trong tuần, như đã định trước, lúc mặt trời mọc, để hát thánh ca, chúc tụng Đức Kitô như một vị thần. Rồi sau khi cử hành nghi thức ấy, thì họ chia tay nhau và tái họp một lần nữa để dùng lương thực thông thường và vô tội, dù người ta nói gì đi nữa. Thoạt tiên khi chúng ta nghe qua cái bản báo cáo có vẻ khá ngây ngô của một kẻ ngoại giáo, ta thấy cái nhận xét của ông khá hời hợt. Tuy vậy, trên bình diện lịch sử thì ta thấy rằng một cái nhận định của một kẻ ngoài cuộc dẫu cho có hời hợt như vậy nhưng có một cái giá trị quý giá. Bởi vì qua cái nhận định này thì chúng ta thấy được rằng đời sống của người Kitô hữu thời sơ khai đã có thói quen họp nhau mà ông gọi là ngày thứ nhất trong tuần. Cái ngày này trở thành một cái ngày rất truyền thống, kéo dài cho trong sinh hoạt của hội thánh cho tới ngày hôm nay. Thứ nhất trong tuần họ họp nhau, và họp nhau để làm gì? Để họ ca tụng Đức Giêsu Kitô mà họ coi là Chúa. Chúng ta thấy cái lý do của buổi hội họp. Và sau đó thì họ dự một bữa tiệc mang tính cách tôn giáo. Cái bữa tiệc đó chúng ta biết với thời gian thì đã bị xuyên tạc rất nhiều. Những người Kitô hữu hội họp nhau để mà không phải chỉ là dự một bữa tiệc theo những tôn giáo, mà có khi họ còn có những cái hành vi rất là độc ác. Chẳng hạn như là người ta ăn thịt người hay là móc mắt người. Chẳng hạn có những cái tin đồn như vậy. Và qua cái chứng từ rất đơn sơ của vị đặc sứ triều La Mã này thì ta thấy là ông trình bày cho hoàng đế Trajan là họ dùng một bữa tiệc thông thường và vô tội. Một cái nhận xét đơn sơ ấy phần nào cho thấy được đời sống của hội thánh lúc ban đầu cử hành và dùng một bữa tiệc mà vị đặc sứ của hoàng đế Trajano cho là thông thường và vô tội. Cái chứng từ này có giá trị để mà bác bỏ những cái lời đồn đại, những lời vu khống của thời đó. Có nghĩa là các tín hữu không hề dùng một bữa ăn nào mang tính cách đẫm máu hay là tàn ác cả. Bữa ăn của họ vô tội. Đó là một cái chứng từ ngoài Kitô giáo. Còn đối với các cái chứng từ trong hội thánh thì ta thấy là lịch sử giáo hội ghi lại những cái chứng từ rất là đặc biệt về việc cử hành thánh thể trong giáo hội thời tiên khởi. Chẳng hạn chúng ta nếu mà đọc sách Công vụ Tông đồ đó, ta sẽ thấy một sự kiện rất là cảm động. Vào mùa thu năm 60, tất nhiên là năm 60 sau Công nguyên, một con tàu lớn chở 276 người và bị trôi dạt do một cơn bão dữ dội. Con tàu đó rời địa Trung Hải và đang tiến ra giữa đảo Creta và đảo Manta. Trong số các hành khách trên con tàu thì có cả Phaolô nữa. Lúc này anh là một tù nhân được đưa từ Antioquia đến Roma để gặp tòa án cao cấp hơn, bởi vì anh đã kháng cáo lên tòa án này.
Trên tàu có cả ông Luca, chính là cái người mà trình thuật lại cái biến cố đó. Trong đó có một chi tiết, ngày thứ 14, anh Phaolô cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa trước mặt mọi người, bẻ ra và bắt đầu ăn. Mọi người lấy lại được can đảm và họ cùng nhau ăn uống. Chúng ta có thể tìm thấy trong sách Công vụ Tông đồ chương 9 câu 36. Thoạt tiên khi ta nghe câu chuyện của ông Phaolô bẻ bánh và rồi mọi người tìm lại được sự can đảm, tưởng chừng đó cũng như là một câu chuyện thường nhật mà thôi. Nhưng không phải thế. Cái thuật ngữ bẻ bánh được dùng trong Công vụ Tông đồ chính là việc giáo hội cử hành tiệc thánh thể. Và chính nhờ việc cử hành đó mà đoàn người lênh đênh trên biển cả tìm lại được cái sức sống nhờ sự trợ lực của Chúa Giêsu. Cho nên ta không chỉ đơn giản đọc lướt qua bản văn và không chỉ coi đó như một bữa ăn thường, bữa ăn của Phaolô với anh em. Chúng ta nhắc lại với nhau cái thuật ngữ cầm lấy bánh, tạ ơn. Ở đây là một ngôn ngữ chuyên biệt diễn tả việc cử hành thánh thể thời giáo hội sơ khai. Và rồi các phần tử tìm được cái niềm vui nhờ chính việc cử hành đó. Chúng ta trở lại với phúc âm của Thánh Luca thì chúng ta sẽ thấy cái trình thuật trong bữa tiệc ly. Đức Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra. Chính vì vậy, trong cái đoạn Công vụ Tông đồ này, chúng ta thấy Thánh Luca không mô tả một sự kiện thường nhật, nhưng mô tả chính việc cử hành thánh thể trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Trong đó Thánh Phaolô cử hành nghi thức thánh lễ và có sự hiệp thông của những người anh em trên cùng cái chuyến tàu đó. Thánh Luca cũng ghi nhận rằng nghi thức thánh lễ tạ ơn đó giúp cho mọi người lấy lại được can đảm. Như vậy ta hiểu được rằng sức mạnh của thánh thể có khả năng an ủi và đem lại niềm vui, đem lại sức mạnh cho người tín hữu. Đó là trong một trường hợp đặc biệt. Còn trong trường hợp bình thường thì sao? Phục vụ thánh thể được cử hành thường là ở một nơi trang nghiêm. Cũng trong sách Công vụ Tông đồ chúng ta thấy, chẳng hạn như là ở chương 20, từ câu 7 đến câu 12, ta tìm thấy một cái sự kiện xảy ra ở thành Troa vào năm 58, tức là trước cái biến cố ông Phaolô kể lại trong cái chuyến lênh đênh trên biển cả đó, trước cái biến cố đám tàu đó, là xảy ra 2 năm trước đó. Thánh Luca viết như thế này: ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phaolô thảo luận với anh em vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm. Có khá nhiều đèn ở trên lầu nơi chúng tôi hội họp. Một thiếu niên tên là Eutycho ngồi ở cửa sổ đã ngủ thiếp đi trong khi ông Phaolô vẫn cứ giảng. Vì quá ngủ say cho nên đã lao cổ xuống dưới đất và người ta tưởng rằng nó đã chết. Và quả thật nó chết, bởi vì từ trên lầu mà lao cổ xuống. Trong khi đó thì ông Phaolô đi xuống ôm lấy nó và bảo: không phải lo lắng gì cả, không phải xôn xao gì cả, cháu bé vẫn sống thôi. Rồi sau đó ông tiếp tục trở lại và bẻ bánh. Thì chúng ta thấy một cái trình thuật này để cho thấy là cái cuộc nói chuyện của Phaolô cho đến tận nửa đêm thì không phải là một cuộc chuyện vãn bình thường. Dĩ nhiên là ngày hôm sau ông chia tay nhé, chia tay cộng đoàn. Nhưng ta hiểu được đó là trong bối cảnh của phụng vụ, ông chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn. Và cái mục đích của cộng đoàn, không cái mục đích để tập trung cộng đoàn, quy tụ cộng đoàn đó, không có cái gì ngăn cản được. Ngay cả câu chuyện của một cậu bé té xuống, ông Phaolô an ủi, nhưng đồng thời vẫn trở về chỗ của mình, tiếp tục lễ bẻ bánh, tức là tiếp tục cử hành thánh lễ cho đến xong. Thánh Luca là nhân chứng tận mắt sự kiện này. Và những cái ghi nhận rất là nhỏ bé của Luca thì cho thấy cái việc cử hành thánh thể là mục đích của cuộc hội họp và là một việc cử hành nghiêm túc. Chúng ta cũng thấy rằng khi cậu bé Eutycho bị té ngã,
ông Phaolô đã cho cậu được hồi sinh, một cái sức mạnh nơi chính những tông đồ của Chúa, một cái sức mạnh của những con người sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta thấy ngày hôm nay không biết rằng còn một linh mục nào có thể làm được điều đó hay không. Giảng lâu quá lại có người té xỉu chết, không biết là linh mục đến là vỗ vai và không sao nó tỉnh dậy. Chắc là những cái điều đó ngày hôm nay không thấy có. Việc chọn lựa cái giờ giấc cử hành đó, cử hành vào đến tận đêm khuya, cái điều này chúng ta thấy rằng có lẽ đây là đêm thứ bảy rạng ngày Chủ nhật. Bởi vì thói quen của cộng đoàn Kitô hữu Tiên Khởi vẫn là cử hành vào ngày thứ nhất trong tuần. Và theo cách tính ngày tháng của người Do Thái thì khởi đầu một ngày không phải là buổi bình minh mà là buổi hoàng hôn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy là kinh chiều 1 là bắt đầu sang ngày hôm sau. Ai đi lễ chiều thứ bảy tức là đã chu toàn luật giữ lễ ngày Chủ nhật. Một ngày mới được tính từ buổi hôm tối chiều hôm trước chứ không phải từ buổi sáng hôm sau. Bởi vì cái kinh nghiệm của Do Thái, chúng ta trở lại một chút, ví dụ trong Sáng Thế Ký, khi mà nói đến Chúa tạo dựng thế giới, tạo dựng trời đất, thì Kinh Thánh thông báo rằng qua một buổi sáng và một buổi chiều đó là ngày thứ nhất. Mà chúng ta nghe ngược lại, qua một buổi chiều và một buổi sáng đó là ngày thứ nhất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng đó là ngày thứ hai. Cái cách tính thời gian, cái quan điểm khác chúng ta. Và như vậy thì cái bối cảnh khi Thánh Phaolô cử hành này cho chúng ta có thể hiểu được đó là đêm thứ bảy rạng Chủ nhật, tức là vào rạng đông của ngày thứ nhất trong tuần. Những nghi thức đó có ý nghĩa gì? Nghi thức và Phaolô cử hành. Vào năm 57 ở thành Troa, Phaolô đã viết cho các tín hữu Corinto như thế này: khi nâng chén tạ ơn Chúa, há chẳng phải là thông phần vào máu Chúa Kitô sao? Và khi ta cùng bẻ bánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể của người sao? Đoạn văn này đưa chúng ta trở lại cái bối cảnh thánh nhân nhắc nhủ những người tham dự thánh lễ. Và đặc biệt khi tham dự thánh lễ chính là tham dự vào trong sự sống của Chúa Kitô. Và như vậy thì họ không được phép tham dự các buổi tế thần. Khi mà tế thần ngoại, họ hiệp thông với các thần ngoại và như vậy phản bội lại Chúa Giêsu, và như vậy không, cái người Kitô hữu không có cái tư cách để có thể hiệp thông với các thần ngoại như thế. Theo cái tâm thức chung của con người thời đó, cái việc ăn uống các lễ phẩm nó được dâng tiến cho thần minh, tức là thuộc về thần minh. Cũng giống như là không được phép ăn của cúng, bởi vì ăn của cúng cách nào đó thuộc về thần minh. Tuy nhiên Thánh Phaolô cũng đã có lần giải thích điều này. Ăn của cúng thì cứ ăn, không sao cả. Bởi vì trong đức tin chỉ có Chúa là thần minh mà thôi, không có thần nào khác. Cho nên là chuyện ăn của cúng không ăn thua gì cả, bởi vì tôi tin chỉ có Chúa thôi. Dẫu vậy, vì đức tin yếu đuối của anh em tôi nghĩ rằng khi tôi ăn của cúng là tôi hiệp thông với thần minh, cho nên vì anh em tôi yếu đuối, tôi không ăn. Cái nguyên tắc của Thánh Phaolô lý giải chuyện đó. Như vậy chúng ta đã thấy có một vài cái chứng từ về việc giáo hội cử hành bí tích thánh thể từ rất sớm trong buổi sơ khai. Sở dĩ giáo hội đã cử hành như vậy là vì Đức Giêsu truyền hay lặp lại những cử chỉ và lời nói của mình cho tới khi Ngài lại đến. Và người đòi hỏi không những phải nhớ đến người và những gì người đã làm, nhưng còn muốn các tông đồ và những người kế nhiệm phải cử hành phụng vụ để tưởng niệm cuộc sống, cái chết, việc phục sinh và lên trời. Việc làm này không phải chỉ để nhớ đến Đức Giêsu mà còn là để ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Qua Đức Giêsu và hiến tế thập giá của Người, Thiên Chúa ban cho nhân loại ơn cứu độ. Cho nên chúng ta thấy rằng ngay từ đầu, Hội Thánh đã trung thành tuân giữ mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta cái sắc tín đó. Khi mà nói đến cộng đoàn Hội Thánh ở Jerusalem thì Thánh Luca viết lại trong Công vụ Tông đồ như thế này: họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng.
Ngày ngày họ siêng năng tới đền thờ, khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Các Kitô hữu họp nhau để bẻ bánh. Ở đây chúng ta nói lại, có một cái ngày đặc biệt, đó là ngày thứ nhất trong tuần. Bởi vì ngày này có một ý nghĩa không thể thay thế được đối với người Kitô hữu. Đó chính là ngày Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết. Sách Thánh không cho chúng ta thấy một cái nghi lễ cụ thể nào xung quanh tiệc bẻ bánh. Nhưng mà chúng ta có thể xem đây là thánh lễ của thuở ban đầu của giáo hội. Quả vậy, sách Công vụ Tông đồ cũng cho chúng ta thấy giáo hội tiên khởi chuyên cần hội họp để bẻ bánh. Chính việc bẻ bánh này đã xây dựng hội thánh. Ngay từ đầu, việc cử hành thánh thể đi vào trọng tâm đời sống phụng vụ của giáo hội và là đỉnh cao của tất cả mọi cuộc hội họp. Khi cử hành bí tích này, tức là biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh được hiện tại hóa, mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu được tái diễn, cụ thể ở đây là nơi cử hành tiệc bẻ bánh. Và như vậy, giáo hội trước hết là một giáo hội phục sinh. Giáo hội là một cộng đoàn được quy tụ bởi lời Chúa. Giáo hội là một cộng đoàn có mục đích là cử hành thánh thể. Giáo hội là agape, là đức ái. Trong ý nghĩa này, chúng ta còn tìm thấy sự gắn kết, liên hệ chặt chẽ giữa thánh thể và giáo hội. Đến độ, chúng ta thấy những thành ngữ quen thuộc: giáo hội làm nên thánh thể và thánh thể làm nên giáo hội. Chúng ta cũng nên biết là thuở ban đầu không có cái luật buộc giữ chay một giờ trước khi rước lễ như luật buộc chúng ta ngày hôm nay. Trước khi các Kitô hữu cử hành tiệc thánh thể thì họ chia sẻ cho nhau bữa tiệc huynh đệ gọi là agape. Mỗi người tùy theo hoàn cảnh đóng góp cái phần của mình, lương thực đem đến, rồi họ chia nhau một bữa tiệc với lòng đơn sơ, dạ chân thành. Tuy nhiên với thời gian thì cái hình thức cử hành bữa tiệc đó nó bị biến tướng đi, chia thành những cái nhóm với nhau. Những người giàu có khả năng đóng góp chơi với nhau, những người nghèo từ từ một cách vô hình bị loại ra ngoài, bởi vì họ không có gì để đóng góp cho cộng đoàn cả. Cho nên Thánh Phaolô đã can thiệp và dẹp bỏ cái bữa agape đó, chỉ còn giữ lại cái hình thức của việc cử hành thánh thể mà thôi. Thay vì bữa ăn huynh đệ thì người ta đã biến thành những cái cuộc nhậu nhẹt, quy tụ những người khá giả, chén chú chén anh. Và khi cử hành thánh lễ thì có khi có người đã say mềm. Cho nên Thánh Phaolô đã nhắc nhở cộng đoàn Côrintô: anh em không có nhà để ăn uống hay sao? Anh em đến đây ăn uống như vậy là nhục mạ hội thánh. Kẻ thì say mềm, người thì đói khát. Cho nên Thánh Phaolô viết: nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi không khen anh em đâu, vì những buổi hội họp của anh em không mang lại ích lợi gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi hội họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Khi anh em hội họp thì không phải để ăn bữa tối của Chúa, mỗi người lại lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống hay sao? Hay là anh em khinh rẻ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Không khen anh em đâu. Cho nên thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau. Ai đói thì ăn ở nhà, kẻo anh em đến họp mà hóa ra bị kết án. Về tất cả những vấn đề khác, tôi sẽ liệu khi đến thăm anh em. Về sau này chúng ta thấy là những cái cuộc hội họp cử hành thánh lễ đó không còn diễn ra ở tư gia nữa, bởi vì số tín hữu ngày càng đông, rất càng đông, và thánh lễ cũng được tách ra khỏi bữa agape và mang cái ý nghĩa phụng vụ rõ nét hơn. Ở đây chúng ta ghi nhận một vài đặc điểm. Trước tiên, lễ tạ ơn không còn lồng vào trong một buổi tiệc, nên chỉ còn là một bàn tiệc duy nhất dành cho vị chủ tọa đọc lời tạ ơn trên bánh rượu. Ngày xưa thì lễ bẻ bánh tại tư gia mang tính cách gia đình, và khi cộng đoàn Kitô hữu đông đảo thì không gian cử hành cần phải rộng lớn hơn, cho nên phụng vụ thánh lễ đã thoát khỏi phạm vi của gia đình. Và một khi thoát ra khỏi phạm vi của gia đình thì chỉ có một thánh lễ duy nhất cho cả cộng đoàn theo một giờ quy định,
Thánh lễ bắt đầu được quy định với những giờ giấc cụ thể, và thánh lễ thoát ra khỏi khung cảnh của một lễ vượt qua. Bởi vì theo lề luật, theo lễ vượt qua thì mỗi năm chỉ cử hành một lần duy nhất, mà ở đây thì các Kitô hữu họp nhau cử hành một cách thường xuyên. Cộng đoàn thường chọn buổi bình minh để cử hành thánh lễ, vì ánh mặt trời rạng đông là hình ảnh của đấng phục sinh. Đó là một vài cái chứng từ chúng ta tìm hiểu về việc cử hành thánh thể thời giáo hội, thời sơ khai. Những cái chứng từ đó đến từ những cái nguồn ngoài Kitô giáo, và đặc biệt là những chứng từ trong thánh kinh, để chúng ta biết được đời sống của giáo hội thời sơ khai đã cử hành thánh thể một cách rất cần mẫn và đón nhận một sức sống rất dồi dào. Chính nhờ việc chuyên cần cử hành thánh thể như vậy, Chúa cho giáo hội ngày càng được lớn mạnh, phát triển cả về con số, cả về cái mức độ lòng mến, cũng như cái khả năng để loan truyền danh Chúa Giêsu cho anh chị em của mình. Mẫu gương của cộng đoàn Kitô hữu Thiên Khởi trở thành một lời nhắc nhở cho chúng ta, những người đang sống ở thế kỷ 21 này. Phải chăng chúng ta cần phải tái khám phá ý nghĩa của bí tích thánh thể để chúng ta có thể cử hành, có thể tham dự và có thể sống thánh lễ trong chính đời sống thường nhật của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các bạn.